Báo cáo Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, tổng số lao động Việt Nam làm việc tại Libya có 10.482 người. Đến hết ngày 3 tháng 3, đã có trên 9.000 lao động Việt Nam được sơ tán khỏi Libya qua Ai Cập, Tunisia, Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp, Malta, Algeria, Cộng hòa Síp và trên 500 lao động đang ở biên giới Libya, trong đó có gần 5.500 lao động đã và đang được đưa về Việt Nam. Hiện còn 289 lao động đang kẹt ở Libya vẫn trong điều kiện an toàn, trong đó có 125 lao động đang ở sân bay Tripoli. Các bộ ngành chức năng đã làm việc với phía Libya và phía bạn cam kết sẽ tạo điều kiện hỗ trợ để tất cả lao động Việt Nam rời khỏi Libya sớm nhất. Tổ chức di cư quốc tế đánh giá Việt Nam là một trong những nước đầu tiên đã tích cực khẩn trương đưa công dân của mình tại Libya về nước và đã triển khai công việc này một cách hiệu quả, an toàn. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo đưa lao động Việt Nam từ Libya về nước đã thành lập 5 đoàn công tác để phối hợp với cơ quan đại diện ta tại các nước đón làm thủ tục cần thiết và tổ chức cho người lao động về nước. Ban chỉ đạo cũng đã phối hợp với Tổng công ty Hàng không Việt Nam cử 4 chuyến chuyên cơ sang Ai Cập và Tunisia đón lao động, đồng thời mang theo lương thực, thực phẩm, thuốc men và quần áo để cung cấp cho người lao động. Phát biểu chỉ đạo thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực của Ban chỉ đạo đưa lao động Việt Nam từ Libya về nước. Các bộ Ngoại giao, Lao động Thương binh và Xã hội, Công an, Giao thông Vận tải đã chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, bám sát yêu cầu đảm bảo sơ tán an toàn cho người lao động Việt Nam tại Libya và tổ chức đưa về nước an toàn, trật tự. Tình hình nó đang diễn biến hết sức phức tạp mà khó có thể có một cái sớm ổn định được. Vì vậy đó, mà tôi cũng nhắc lại là cái yêu cầu, cái nhiệm vụ đặt ra đối với chúng ta, tôi nêu với các đồng chí hôm cuộc họp trước đó, phải chỉ đạo rất là khẩn trương, rất là quyết liệt bằng tất cả các biện pháp mà có hiệu quả nhất để đảm bảo cái an toàn cho người lao động của chúng ta đang còn kẹt ở Libya cũng như đang còn ở nước thứ ba. Cái an toàn này là bao gồm đó, an toàn tính mạng nè, an toàn tài sản nè, rồi đó là cái lương thực, thực phẩm nè. Phải không? Lương thực, thực phẩm là cái nơi ăn ở đồ là tạm cho là cái ở nước thứ ba. Và đó cũng là bằng mọi biện pháp để chúng ta đưa về công dân chúng ta về nước sớm nhất, bằng mọi biện pháp có hiệu quả nhất. Thủ tướng chỉ đạo các bộ ngành chức năng tiếp tục triển khai thực hiện các phương án, tranh thủ các nguồn của đối tác sử dụng lao động và tổ chức di cư quốc tế, đưa toàn bộ lao động Việt Nam đang sơ tán sang các nước láng giềng của Libya như Tunisia 1.500 lao động, Thổ Nhĩ Kỳ 1.600 lao động, Malta 300 lao động về nước bằng đường hàng không. Phần còn lại, nhà nước sẽ chịu trách nhiệm. Thủ tướng đề nghị Ban chỉ đạo thường xuyên họp trao đổi liên lạc với 5 đoàn công tác và cơ quan đại diện, đảm bảo cho trên 5.000 lao động tiếp tục sớm về nước an toàn. 75 người xe không vào được đây.